Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 326, Ôn Hương Nguyễn Ngọc 2. Vân Khanh không muốn lặp lại những việc như vậy nữa, ngược lại, Thu Di Nương nhìn thấy Thu Thủy đang cầm dao chuẩn bị tự sát, liền vội vàng gật đầu, chạy đến giật lấy con dao trong tay nàng, nói: người yên tâm." đại tiểu thư chắc chắn sẽ đồng ý với ngươi và nhất định sẽ thực hiện được thu thủy không để ý đến lời của thu di nương lao thẳng tới trước mặt vân khanh trợn tròn mắt hỏi lại để xác nhận ngươi nói thật chứ sẽ không lừa ta chứ dù biết rằng thiếu nữ trước mặt là một quận quân nhưng dù sao cũng trẻ hơn nàng làm sao có thể lợi hại như vậy vân khanh lạnh lùng liếc nhìn nàng thấy cổ nàng đầy máu trong đáy mắt cũng bị ánh sáng đỏ phản chiếu thành một màu son khát móng. Chỉ vì muốn gả cho một người đàn ông làm thiếp mà đánh đổi cả tính mạng, thật sự không biết quý trọng bản thân. Nếu người không biết quý trọng chính mình, người khác có quý trọng thay người cũng vô ích. Nàng không thèm để ý đến câu hỏi của Thu Thủy, quay người đi ra ngoài viện. Thu Thủy chạy theo, chuẩn bị kéo Vân Khanh lại, tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta? Ngươi là cái gì? Ta là cái gì? người chỉ là một nô tỳ làm sao dám nói chuyện trước mặt đại tiểu thư liêu thúy lập tức ngăn thu thủy lại trợn mắt của trách nàng từ lâu nàng đã không chịu nổi bộ dạng này của thu thủy nghe nhiều tiểu nha hoàn nói rằng tính khí của thu thủy rất cứng đầu bây giờ lại dám mạnh dạn nói chuyện với tiểu thư làm sao liêu thúy có thể để yên thu thủy chỉ muốn lao tới để hỏi rõ ràng chẳng màng đến liêu thúy nàng dùng sức đẩy liêu thúy lảo đảo suýt ngã đúng lúc này một người giơ tay lên tát thẳng vào mặt thu thủy mọi người trong sân đều kinh ngạc và dừng lại ngay cả vân khanh cũng nghe thấy tiếng bạt tay vang dội đó liền quay đầu nhìn chỉ thấy thanh liên nhỏ nhắn nhưng sắc sảo vừa hạ tay xuống trong đáy mắt vẫn còn vẻ phẫn nộ thu thủy ngờ người đánh mình lại là thanh liên người ít nói nàng lập tức trợn tròn mắt giận dữ nói ngươi là một tiện tỳ mà dám đánh ta nàng giơ tay lên định đánh lại nhưng không ngờ tay nàng bị nắm chặt lại và ngay sau đó má phải của thu thủy lại bị tát thêm một cái nữa thanh liên với gương mặt lạnh lùng không khách khí hất tay thu thủy ra giọng nói trầm lạnh trong giọng nói non nớt ấy là lời cảnh cáo sâu sắc bàn tay này là để nhắc ngươi nhớ rằng ngươi là nô tỳ ta cũng là nô tỳ ngươi không có tư cách mắng ta cái tát đầu tiên là để giao huấn ngươi không tuân lệnh tiểu thư tiểu thư là chủ tử, lại còn là quận quân được triều đình phong, không cần phải hứa hẹn gì với ngươi. Nếu ngươi không tin, thì cứ việc đi chết tiếp đi. Thu Thủy bị khí thế của thanh liên làm cho sợ hãi, nhất thời ngu ngơ. Thu Di Nương thấy sắc mặt lạnh lùng của Vân Khanh, ánh mắt đầy vẻ dùng mình, nhớ lại lời cảnh cáo lần trước của Vân Khanh. Không để ý mình đứng vững hay không, bà lao tới kéo Thu Thủy xuống, cho người băng bó vết thương trên cổ nàng, miệng liên tục xin lỗi đại tiểu thư thật có lỗi thiếp sẽ giáo huấn nàng đàng hoàng vân khanh nhìn vẻ mặt đầy không phục của thu thủy nghĩ rằng nếu dạy bảo tốt thì mấy tháng qua nàng đã không có cái tính cách này nhưng dạy không tốt cũng chẳng sao vừa vặn có thể gửi nàng tới nhà họ cảnh để nàng có thể làm khó dễ cho ngưng từ nhưng mà vân khanh nhìn chằm chằm thu thủy một lúc nụ cười trong đáy mắt càng trở nên đậm nét Liêu Thúy bị hành động của Thanh Liên lúc nãy làm cho hết hồn, nhưng nàng lại vui mừng vì điều đó. Sau khi theo Vân Khanh trở về viện, nàng liền nắm lấy tay Thanh Liên, tán thưởng, ôi trời, Thanh Liên, không ngờ ngươi lại làm tốt như vậy. Liêu Thúy suy nghĩ một chút rồi nói, thật có phong phạm của tiểu thư. Vấn Nhi, người mới được thăng làm nhị đẳng nha hoàn, mang trà và điểm tâm tới, nghe Liêu Thúy nói liền tò mò hỏi, Thanh Liên làm sao? thế nào là có phong phạm của tiểu thư? Lưu Thúy vui vẻ kể lại chuyện vừa rồi, Vấn Nhi cũng tỏ ra đầy tán thưởng giống Lưu Thúy. Chỉ có Bạch Đan hiểu rõ rằng, trước đây Thanh Liên chỉ là một nha hoàn thô, mới được thăng lên làm nha hoàn trong sân của tiểu thư. Trong thời gian đó, Thanh Liên không tránh khỏi bị các nha hoàn và bà tử khác ức hiếp, nhưng nàng luôn im lặng. Chương 327, Ôn Hương Nguyễn Ngọc 3. Một lần, khi bị ức hiếp quá đáng, thanh liên đã vung một cây gậy gỗ lên và đánh cho ba người kia chạy tán loạn. Loại nha hoàn như thanh liên thuộc dạng nước lặng chảy sâu, khi chưa ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì khiến người khác kinh ngạc. Bạch Đan suy nghĩ, liếc nhìn sắc mặt của Vân Khanh, thấy nàng vẫn cười nhạt, trong đáy mắt không có chút ngạc nhiên nào, liền hiểu rằng những chuyện trước đây chắc chắn tiểu thư đã biết. Những nhà hoàn và bà tử bị đánh khi đến cáo trạng đã bị tiểu thư chặn lại, và thanh liên cũng biết điều này nên càng thêm trung thành với tiểu thư bạch đan nhớ lại hoàn cảnh của mình trước đây nếu không phải nhờ tiểu thư cầu xin nàng đã sớm bị bán đi đến nơi tồi tệ nào đó điều này khiến nàng càng thêm kính phục sự tinh tế trong việc đối nhân xử thế của đại tiểu thư thanh liên bị lưu thúy và vấn nhi khen ngợi đến ngại ngùng cuối cùng mở miệng các ngươi đừng khen ta nữa nếu không lần sau ta không dám làm như vậy đâu sao lại không dám chứ cứ phải như vậy, có một số người, nếu người nhường họ, họ sẽ càng lấn tới. Liêu Thúy nói, rồi quay đầu nhìn Vân Khanh, cười tùm tìm hỏi, tiểu thư, ngài thấy nô tỳ nói đúng không? Lời này rõ ràng là Vân Khanh đã từng nói với nàng, Liêu Thúy lúc này đem ra để làm vui lòng tiểu thư, khiến Vân Khanh bật cười, không sai, phải biết giữ đúng chừng mực. Gần đây, tâm trạng của cảnh hữu thần không tốt, đêm nay hắn một mình đến lệ xuân viện vừa thấy hắn, tú bà liền nhào tới, váy đỏ rực phất phơ, vội vàng nịnh nọt, cảnh đại nhân ơi, ngài đã lâu không tới đây rồi, chẳng phải cưới vợ mới mà quên mất chúng tôi, yên yến sao? Trường lão bảo, lời ngươi nói thật là buồn cười, ta dù sao cũng không thể quên yến yến được, hôm nay ta đến xem nàng, nàng có ở đây không? Cảnh hữu thần nở nụ cười phóng túng, tay còn vỗ nhẹ lên mông tú bà. Khiến bà ta giả vờ kêu lên một tiếng. Khuôn mặt son phấn đỏ ửng, thẹn thùng nói: "Cảnh đại nhân thật là xấu, hôm nay Yến Yến không ra sân khấu, đang ở trên chờ ngài đấy." Nói rồi, bà quay người hô lớn lên lầu, báo cho Yến Yến cô nương chuẩn bị, cảnh đại nhân đến tìm nàng. Gã sai vặt nhanh nhẹn chạy đi thông báo cho Yến Yến, trong khi đó, Cảnh Hữu Thần quen thuộc tìm đến một gian phòng, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, một nữ tử xinh đẹp, mặc y phục màu xanh nhạt gương mặt như hoa xuân, môi đỏ hồng, đang ngồi trước bàn, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn hắn cười nhẹ. Ánh mắt đầy phong tình ấy khiến cảnh hữu thần cảm thấy cả người tê dại. Hắn chậm rãi tiến đến trước mặt yến yến, một tay ôm lấy nàng, tiểu yêu tinh, lâu như vậy không gặp ra, có nhớ ra không? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, mươi 328, Cha Nữ Tương Tranh, một Ngón tay hắn thuần thục cởi xiêm y người nằm trên giường, cảm giác được bị ngăn chặn, vẻ mặt dâm ô bật cười, chật chật, bây giờ còn muốn làm mình làm mẩy, tốt tốt tốt. Một phen xoay người áp lên trên người nữ tử, hắn thô lỗ dã man xé rách xiêm y của nàng ta, tìm được trốn đảo nguyên mê người liền không lưu tình chút nào trực tiếp đi vào. Nghe bên tai có tiếng nữ tử thống khổ than nhẹ, cảm giác dưới thân cũng hoàn toàn khác, nhưng lúc này cảnh hữu thần đã không có cách nào để tỉnh táo, dựa vào bản năng mà bắt đầu chuyển động, chỉ cảm thấy giờ khắc này tốt đẹp như thiên đường. Trong vĩnh nghị hầu phủ, Lý Lão Thái quân phái người gọi Vi Ngưng Tử và cảnh hữu thần đến viện của bà, đại khái là thương nghị hôn sự của cảnh tâm như, chuyện cảnh tâm như bị loại bỏ khỏi danh sách tú nữ, nay Lý Lão Thái quân cũng biết, liền tính sớm một chút gả cảnh tâm như ra ngoài, để tránh đến lúc đó lại gây nên sóng gió. Vi Ngưng Tử đợi một hồi lâu, sắc trời đã chuyển tối, cảnh hữu thần vẫn chưa trở về rốt cục chờ không nổi nữa vi ngưng tử gọi quản gia bảo hắn đi tìm cảnh hữu thần về quản gia vĩnh nghị hầu phủ đối với hoạt động buổi tối của cảnh hữu thần cũng biết một chút liền gọi hai gã sai vặt cùng đi với hắn đến lệ xuân viện kết quả tới lệ xuân viện tú bà nói cảnh đại nhân đã sớm rời đi hắn liền trở về bẩm báo lại với vi ngưng tử nói đã đến vài chỗ cảnh hữu thần thường xuyên đi cũng không tìm thấy hắn Vừa nói như vậy, trong lòng vi ngưng tử liền có chút lo lắng phải chăng đã xảy ra chuyện gì. Nhớ tới cục diện gần đây trong kinh, nàng ta trầm ngâm một hồi, phân phó quản gia, mẫu thân chờ phu quân đi qua thương nghị sự tình, cũng không biết chàng hiện tại đi đâu, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, đợi lát nữa ta với ngươi cùng đi tìm xem. Quản gia thầm nghĩ, phu nhân này thật ra thực quan tâm bát thiếu gia, cảnh hữu thần ở Vĩnh Nghị Hầu Phủ đứng hàng thứ tám, như đêm nay phu quân trở về muộn một chút, liền lập tức phái người đi tìm, nói là quan tâm cũng không tránh khỏi quá khẩn trương rồi. Ngược lại giống một đố phụ, tuy rằng trong lòng oán thầm, nhưng ở mặt ngoài, trong miệng quản gia đều vâng dạ đáp ứng, lui ra ngoài an bài xe ngựa. Vì ngưng tử trong lòng lo lắng cho cảnh hữu thần là một phần, nhưng nàng ta càng lo lắng cảnh hữu thần ở bên ngoài nghe được chuyện thêm tên vào danh sách lúc trước là do nàng ta làm khi đó sắc mặt của cảnh hữu thần khó coi cỡ nào thì nàng ta rõ nhất. Nay địa vị của nàng ta ở cảnh gia còn chưa ổn định, nếu việc này bị lộ, khó đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quản gia rất nhanh đã chuẩn bị xong xe ngựa, vi ngưng tử mang theo phấn lam, phấn ngọc ngồi trên xe ngựa. Phân phó Sa Phu dọc theo ven đường cẩn thận xem xét có thân ảnh của cảnh hữu thần hay không. Còn nàng ta thì ngồi ở trong xe, xốc lên màn xe, nhìn cảnh vật bên ngoài dõi mắt tìm kiếm. Trong khách điếm, rèm đỏ phập phồng, từng tiếng ngâm nhẹ nhàng vang lên, cảnh hữu thần chỉ cảm thấy đêm nay yến yến đặc biệt khác lạ, làm cho hắn có một loại cảm giác trước kia chưa từng trải qua. Sau khi liên tục sảng khoái vài lần, lúc này tâm tình của hắn rất tốt, trước đó cảnh hữu thần có uống chút rượu, động tác của hắn trong nhất thời mãnh liệt mạnh mẽ, nay người cũng dần dần tỉnh táo lại, trên mặt thể hiện vẻ thích ý cùng thỏa mãn vươn tay ôm nữ tử lõa thể bên cạnh thỏa mãn khen yên yến một tháng này nàng lại học được chiêu gì thế gần như khiến gia chịu không nổi a à. nói xong tựa đầu qua nhìn muốn hôn yên yến ở trên giường một chút xoay đầu lại thì thấy một nữ nhân xa lạ khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay đôi mắt to tròn đôi môi nhiều chỗ hơi sưng đỏ thần sắc vẫn mang vẻ quyến rũ sau cơn động tình trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập dấu tích bị yêu thương Cảnh hữu thần nhìn khuôn mặt xa lạ này, bỗng chốc giống như điện giật mồi bật dậy, nhìn chung quanh căn phòng bốn vách tường sạch sẽ gọn gàng. Cái bàn, cái ghế đều lấy khăn trải bàn màu nhạt làm tông chủ đạo, gia cụ đơn giản hào phóng, cùng màu sắc đỏ thẫm tươi đẹp của gian phòng trong lệ xuân viện hoàn toàn bất đồng, mà giường hắn ngủ cũng chỉ là giường gỗ khắc hoa, cũng không phải loại giường đặc chế trong phòng yến yến, giường lớn rèm tơ che phủ, trong phòng cũng không có mùi phấn son nồng đậm. Hết thầy đều nói cho hắn biết, nơi này không phải là lệ xuân viện. Trong lòng cảnh hữu thần nổi lên một dự cảm không tốt, quay đầu nhìn nữ tử trên giường, vội vàng hỏi, nơi này không phải lệ xuân viện sao? Yến ứng đâu? Trong mắt nữ tử mới vừa rồi còn lộ ra sự vui sướng nhất thời nước mắt như sắp rơi xuống. Tay kéo chăn, che khuất cảnh xuân vô hạn trên thân mình, trên mặt đầy vẻ khuất nhục, xấu hổ, công tử người nói cái gì? nơi như lệ xuân viện đó ta làm sao có thể đi vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này cảnh hữu thần lấy tay đập đầu mình một chút lại phát hiện không thể nào nhớ được đã chuyện gì xảy ra ở lệ xuân viện ấn tượng duy nhất chính là yến yến phạt hắn uống rượu sau đó sau đó là một mảnh mơ hồ chỉ có thể chất vấn nữ tử đang kích động trước mặt này hy vọng nàng ta nói cho hắn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì ngày hôm qua ta đi mua đồ kết quả không cẩn thận đụng chúng công tử. Ai biết công tử vừa nhìn thấy ta, liền ôm cổ ta, dùng sức lôi về hướng khách điếm, kết quả, kết quả. Nữ tử bị hắn hỏi, sắc mặt lại đỏ bừng, tuy rằng trả lời hắn, nhưng rõ ràng có chút khó nói, đầu cúi xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không cần nàng ta nói xong, cảnh hữu thần cũng biết sau đó xảy ra chuyện gì, chút kinh nghiệm ấy hắn vẫn phải có, ánh mắt dừng lại trên đống trải giường hỗn độn, Cô gái trước mắt tuyệt đối là một xử nữ, nhưng dù là xử nữ thì sao? Hắn căn bản không biết nàng ta, việc này đến tột cùng là cái gì cùng cái gì a? À? Ta ôm ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không kêu sao? Nếu nàng ta kêu lên vài câu, hắn nói không chừng sẽ tỉnh lại. Nữ tử bị hắn nói như vậy, nâng lên một đôi mắt thật to, vẻ mặt đỏ bừng lắc đầu, thanh âm như muối, "Ta, ta còn chưa kịp kêu, công tử liền" ngăn chặn miệng của ta, kéo ta vào bằng được, khí lực của công tử lớn hơn ta, ta đẩy vài lần cũng đây không ra. Cảnh hữu thần nghe đến đó, cho là mình lúc ấy uống rượu, khi đi trên đường, nghĩ rằng người đụng vào mình chính là Yến Yến, liền ôm nàng ta kéo vào, sau đó xảy ra chuyện trước mắt này, chính là không biết hắn lúc ấy làm thế nào rời khỏi lệ xuân viện. Hắn nhìn cô gái trước mắt, bộ dạng cũng không tệ, mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn, có dụng khí lại hồn nhiên, chỉ là tình hình hiện tại hắn không có loại tâm tình thưởng thức mỹ nhân, liền nhảy xuống giường đi kiểm tra y phục của mình. đợi lát nữa tiền khách sạn ta sẽ trả, ngươi mau mặc quần áo trở về đi. Nghe vậy, nữ tử sắc mặt thẹn thùng liền biến mất. thay vào đó đều là kinh ngạc, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu. bối rối hô công tử người người đã cùng ta đã như vậy, nay người bỏ đi ta ta phải sống thế nào a à? cảnh hữu thần vừa mặc lại y phục vừa quay đầu nhìn nữ tử trong lòng tâm phiền ý loạn người mau mặc quần áo vào rồi nói xong nữ tử một bên cầm y phục che tạm lên người một bên nhìn ra ngoài trong miệng vẫn còn khóc nức nở nói công tử người không thể bỏ ta ta nay đã là người của công tử nếu người không quan tâm ta về nhà ta cũng chỉ có thể tìm một sợi dây thừng thắt cổ tự sát cảnh hữu thần tân hôn mới được hai tháng, nếu lại thu nhận nữ tử này, sẽ không chỉ đánh vào mặt uy vụ tướng quân phủ, mà còn làm cho Lý Lão Thái Quân thất vọng với hắn. Tuy rằng tối hôm qua tư vị mất hồn cùng nữ nhân vẫn còn lưu lại trong lòng, nhưng tiền đồ so với việc này vẫn quan trọng hơn. Người trước đừng khóc, đừng để cho những người khác biết. Cảnh hữu thần vừa nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào, vừa dỗ dành nữ tử, để tránh kinh động người bên ngoài. Đáng tiếc, có một số việc, không phải hắn muốn không kinh động, thì sẽ không kinh động, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ước chừng không chỉ là một hai người. Cảnh hữu thần liền tranh thủ mặc ngoại sam, bảo nàng kia nhanh chóng mặc xong quần áo, tiếng bước chân đã đến trước cửa phòng, tất cả đều ngừng lại. Trưởng quầy, vừa rồi ngươi chính mắt nhìn thấy có người cường ngạnh lôi kéo một cô gái đến căn phòng này sao? Đúng vậy chỉ nghe thanh âm trường quầy vừa dứt vài tiếng loảng xoảng liền vang lên cửa bị mở ra một mỹ phụ nhân trải búi tóc lưu vân ăn mặc tinh xảo trên mặt mang theo lo lắng hai con mắt đảo vào trong phòng lập tức phẫn nổ xông tới nói cảnh đại nhân thì ra là ngươi muội muội của ta là bị ngươi bắt vào trong điếm này phụ nhân này đúng là thu di nương nàng ta lúc này trong lòng tuy rằng đã sớm có chuẩn bị nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này vẫn không kìm được tức giận, giận vị muội muội không đoan chính của mình, ngang bướng muốn đi làm thiếp, còn muốn dùng loại thủ đoạn mất mặt này đi làm thiếp. Nhưng mà cũng hết cách, nàng ta như thế nào cũng không thể để cho vị muội muội ngu ngốc này đi tìm chết. Cảnh hữu Thần đã gặp qua Thu Di nương hai lần, biết nàng ta là Di nương An Bá phủ, nhất thời có chút run sợ, chẳng lẽ người thiếu nữ mình bắt nhầm này là muội muội Thu Di nương? mắt thấy đáy mắt trưởng quầy cùng người làm đều tràn ngập tò mò đang nhìn mình cảnh hữu thân cảm thấy thập phần khó chịu khuyên nhủ thu di nương ngươi đừng vội việc này từ từ thương nghị thương nghị cái gì ta sai thu thủy ra ngoài mua chút phấn son kết quả đi cả ngày đều không thấy trở về vừa đi tìm liền có người phát hiện có người kéo một cô nương đi vào trong này kết quả ta không nghĩ tới thật sự chính là ngươi a Thu Di Nương tức giận đến mức hai tròng mắt đều đỏ lên, chỉ vào cảnh hữu thần giống to một trận. Bộ dáng này trong mắt người khác chính là tỉ tỉ vì danh dự của muội muội mà phẫn nộ. Thu Thủy nghe lời nói trước đó của cảnh hữu thần, tựa hồ là không có ý định nâng nàng ta làm thiếp. Lúc này tỉ tỉ vào phòng, con núi để dựa, nàng ta cũng nhiệt tình mười phần mang vẻ mặt nước mắt xông về phía Thu Di Nương, ủy khuất khóc lớn, tỉ tỉ, muội rốt cuộc làm sai cái gì đi ra ngoài mua chốt son liền gặp phải loại chuyện này muội đánh cũng đánh không lại hắn lại bị hắn cường ngạnh kéo vào thật sự là không có cách nào về sau bảo muội làm thế nào làm người a thu di nương cũng mang vẻ mặt nước mắt muội muội của ta số khổ a là lỗi của tỷ 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 không nên bảo muội ra ngoài mua son a trong lời nói của thu di nương mặc dù là nhận lỗi về mình nhưng mà thật ra có mục ý gì tất cả mọi người đều nghe ra đến tột cùng người sai là ai, hơn nữa trước cửa càng có nhiều người vây lại, khách nhân đang ở trọ hầu như đều đã tập trung lại đây, bắt đầu bàn tán chuyện trong phòng. Khi xe ngựa của Vi Ngưng Tử đi đến đây, liền nghe được mọi người chung quanh đang xôn xao, khách điếm bên kia xảy ra chuyện, nghe nói có một nam nhân họ cảnh, kéo một hoàng hoa muội tử đi mướn phòng A, tỷ tỉ, tỉ người ta cũng tìm tới cửa rồi kia. Trường 329, Cha Nữ Tương Tranh, 2 thật à, làm sao lại như vậy, đây là giữa ban ngày ban mặt cường thưởng dân nữ đó. Vì ngưng tử trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu sa phu dừng xe, phấn lam phấn ngọc xuống xe trước, đỡ nàng ta xuống, bọn họ liền đi vào khách điếm. Lúc này trong khách điếm đã có một nhóm người, đi qua khỏi dòng người, lập tức nhìn thấy một căn phòng trên lầu hai đang vây đầy người, bên trong đang truyền ra tiếng khóc của hai tỷ muội Nghe thanh âm của hai người này, bước chân của Vi Ngưng Tử không khỏi gia tăng tốc độ, Phấn Lam Phấn Ngọc đẩy đám người xung quanh ra, để cho Vi Ngưng Tử đi tới cửa, nhìn thấy tình huống bên trong thì Vi Ngưng Tử quả thực là nổi giận vô cùng. Đệm giường hỗn độn không chịu nổi, nam tử quần áo không chỉnh tề, còn nữ tử thì trên cổ đều là vết hôn màu hồng. Nàng ta đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thu Thủy đang ôm đầu cùng Thu Di nương khóc giống mạnh mẽ vươn tay lôi nàng ta từ trong lòng thu di nương ra, một bạt tay liền quạt đi qua, lớn tiếng mắng, tiện nhân. Vì ngưng tử vẫn biết thu thủy luôn mơ ước cảnh hữu thần, trong đó cũng có một phần là nàng ta ở phía sau đưa đẩy, cũng không nghĩ đến thu thủy lại không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp lăn lên giường với cảnh hữu thần, còn náo loạn khiến mọi người đều biết. Nàng ta vừa trở thành tân nương tử được hai tháng, nay trượng phu lại ở bên ngoài mua vui đây rõ ràng là đánh vào mặt nàng mà. Cảnh hữu thần nhìn thấy vi ngưng tử, trên mặt lộ ra kích động, nhưng thấy vi ngưng tử tựa như không nhìn thấy hắn mà trực tiếp tiến lên bắt lấy thu thủy đánh tới tấp, vội vàng hô ngưng tử, nàng đừng kích động như vậy. Thu thủy không phải là loại người cam tâm để bị khi dễ, khi nổi điên lên thì cũng bất chấp tất cả, sau khi bị người quạt một bạt tay, lập tức ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nghe thấy cảnh hữu thần kêu người này là ngưng tử, thì biết ngay đây là thê tử của cảnh hữu thần, sự đố kỵ trong lòng như bị thiêu đốt, nghĩ tới chính là nữ nhân này đã chiếm vị trí chính thê của mình, làm sao lại chịu để cho vi ngưng tử đánh, liền hất cánh tay nàng ta ra tát trả lại một cái. Thu Di Nương nhìn thấy muội muội bị đánh, xông lên muốn giúp đỡ, nhưng phấn làm phấn ngọc làm sao có thể để nàng nhúng tay vào, lập tức giữ chặt nàng, nhưng cũng bởi vì vậy, liền không có người đến giúp vi ngưng tử. Vì ngưng tử được nuông chiều từ bé, sức lực làm sao mạnh bằng thu thủy, một cái tát này nàng ta liền bị đánh đến choang váng, châm cài thúy ngọc trên tóc đều rơi xuống đất, vỡ thành mấy đoạn. Thu thủy thấy nàng ta bị đánh mà không phản ứng lại, trong lòng càng tỏ ra đắc ý, nhắm ngay vi ngưng tử, liên tiếp tung quyền, vừa đánh vừa mắng, người nói ai là tiện nhân, giống như người đó sao? Vừa tới đã mắng chửi người còn chưa tính, lại còn động thủ đánh người. Thu Thủy không chỉ biết đánh người, còn học được cách đánh đòn phủ đầu. Dù sao người ở chỗ này, đại đa số đều là dân chúng bình dân. Ai biết ngưng tử này là ai, nếu vi ngưng tử ra tay đánh nàng ta, vậy nàng ta cũng sẽ không khách khí. Nói về đánh nhau, Thu Thủy vẫn có kinh nghiệm hơn, một tay nắm tóc vi ngưng tử, tay phải tắt một cái, chân trái đá một cú, các loại quyền cước đồng loạt rơi xuống người vi ngưng tử không buông tha một cơ hội có thể khi dễ vi ngưng tử. Đánh vi ngưng tử đến cả người sưng phù, hai má nóng rát, cố kéo tóc, lại bảo vệ không được khuôn mặt, che được trên mặt, lại chắn không được bụng, toàn thân đều bị thu thủy đánh đến đau nhức, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây gần như biến dạng rồi. Cảnh hữu thần vài lần muốn tiến lên tách thu thủy và vi ngưng tử ra, nhưng phong nhi do thu di nương mang đến luôn chắn ngang ở phía trước, thoạt nhìn giống như đang can ngăn. Kỳ thật chính là không cho cảnh hữu thần giúp vi ngưng tử. Phong Nhi một bên ngăn lại cảnh hữu thần, một bên nói thầm trong lòng. Đánh, đánh cho sắp chết tốt nhất. Nhớ tới trước kia vi ngưng tử tính kế thầm ra, Phong Nhi bèn tranh thủ thời cơ ra tay đáng nàng ta hai cái. Thuận tiện cũng đục nước béo cỏ đánh thu thủy đánh vài cái, để chút giận thường ngày bị nàng ta khi dễ. Hai người này không chú ý tới động tác nhỏ của Phong Nhi. Chỉ cảm thấy cơn đau trên người đều là do đối phương ban tặng, vì ngưng tử ban đầu vẫn cố tranh né, ngăn cản động tác của thu thủy, càng về sau càng phát hiện, căn bản là không có biện pháp tránh đi, liền từ bỏ việc phòng thủ liều mạng đánh trả lại thu thủy, tuy rằng sức lực không lớn, nhưng lực sát thương của móng tay cũng rất mạnh, tạo ra trên mờ u bàn tay của thu thủy hơn 10 vệt móng. Những người bên cạnh nhìn trận hỗn chiến của một đám nữ nhân vì một người nam nhân, cảm thấy rất thú vị, thế nhưng không một người cố ý định ra tay hỗ trợ. Bọn họ tuy rằng không biết thân phận cụ thể của đám người kia, nhưng dựa theo quần áo cùng trang sức trên người bọn họ cũng không giống như là dạng lừa đảo. Lòng người đối với giai cấp cao hơn mình có một loại tâm lý trái ngược, chỉ muốn các nàng làm sao càng đánh càng kịch liệt một chút, tốt nhất xé rách quần áo, dáng vẻ lăn lộn đầy đất là hay nhất rồi. Các người dừng tay cho ta. Cảnh hữu thần nhìn trận hỗn chiến trước mắt, hai con người hừng hực lửa giận, cảm thấy hôm nay thể diện của mình thật sự là mất hết rồi. Vì mặt mũi của mình mà suy nghĩ, hắn lớn tiếng giống lên. Một tiếng này cực lớn, xác thực làm cho sáu nữ nhân đều dừng tay, bất quá thu thủy vẫn gắt gao túm lấy tóc của vi ngưng tử. Tay của vi ngưng tử đang cấu vào tay của thu thủy, đồng thời quay đầu giận dữ chừng mắt cảnh hữu thần. Các ngươi như vậy còn ra thể thống gì nữa? Vì ngưng tử, nàng mau thả tay ra. Dù sao vi ngưng tử cũng là thê tử của hắn, cảnh hữu thần lên tiếng kêu nàng buông ra trước, rồi đi qua vạn buông tay thu thủy ra. Thu thủy chừng mắt nhìn vi ngưng tử, hừ lạnh, thế nào, chàng bảo ngươi buông tay ra trước kia. Món tay thu thủy nắm rất chặt, cho dù cảnh hữu thần dùng sức vạn buông ra, giữa những ngón tay vẫn có thể lột xuống rất nhiều tóc, nàng ta phản ứng mau lập tức chạy tới bên cạnh thu di nương đem mớ tóc trên tay xòe ra cho thu di nương xem tỏ vẻ mình không có chịu thiệt thu di nương nhìn xuống đất chỉ thấy chỗ vừa rồi hai người đánh nhau rụng xuống không ít tóc xem ra thu thủy nhổ tóc vi ngưng tử như nhổ cỏ lại nhìn phía sau đầu của vi ngưng tử vốn là một đầu tóc đen dày mượt nay trở nên thưa thớt nhìn thoáng qua giống như bị hói một mảnh đau nhức trên đầu vi ngưng tử rốt cục giảm bớt nhưng da đầu vẫn còn ẩn ẩn phát đau lấy tay sờ thử còn có vết máu dính trên tay trong lòng biết vừa rồi khẳng định bị con tiện nhân thu thủy kia nhổ đi không ít tóc nếu không cũng sẽ không đến nỗi chảy máu tiện nhân này muốn cướp nam nhân của nàng ta lại còn đánh nàng ta thực cho là nàng ta dễ bị ức hiếp hay sao cảnh hữu thần nhìn thoáng qua thu thủy rồi thu hồi tầm mắt nhìn vi ngưng từ một thân y phục rối loạn không biết nàng ta xuất hiện chỉ tổ làm lớn chuyện hay sao, một người đã kết hôn một chút ổn trọng cũng không biết, lại đi túm tụm đánh nhau với người khác, nhưng trên miệng vẫn quan tâm hỏi thăm, nàng sao rồi? Vì ngưng tử thấy cảnh hữu thần hỏi mình, xem thế cục này, thu thủy chỉ sợ sẽ bám chặt lấy cảnh hữu thần, trăm ngàn lần không thể để cho cảnh hữu thần cưới nàng ta, liền dơ bàn tay dính máu của mình lên trước mặt cảnh hữu thần, trong mắt mang theo vẻ đau xót muốn chết. Giọng nói khàn khàn, "Hô, phu quân, chàng xem, đây là vừa rồi nàng ta đánh thiếp, nàng ta là một nữ tử chưa hôn phối, không biết thẹn dám bò lên giường với chàng, thiếp chỉ mắng nàng ta một câu, không ngờ nàng ta lại ức hiếp thiếp." "Chàng bảo thiếp về sau làm thế nào đối mặt với các phu nhân khác đây?" Nàng ta liên tục kể lể, nước mắt bắt đầu chảy ra, chỉ là nàng ta không biết, ngày thường nàng ta rơi lệ như vậy, thật có vẻ nhu nhược đáng thương nhưng vừa rồi cảnh hữu thần đã thấy bộ mặt biêu hãn của nàng ta, lúc này tóc tai lại bù xù, trang dung tán loạn, hắn chỉ có một cảm giác gai mắt. Mà người vây xem lúc này mới hiểu được, thì ra vị phụ nhân vào sau này là chính thê nguyên phối, là chính thất nguyên phối A, khó trách lại mạnh mẽ như vậy, quả thật là lợi hại. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ hứng thú càng cao tiếp tục xem diễn, để xem hôm nay đến tột cùng là ai có thể làm nam nhân này yêu thích hơn. Thu Di Nương Bảo Phong Nhi sửa sang lại cho Thu Thủy, nghe thấy lời của Vi Ngưng Tử, đôi mắt tràn ngập sắc bén, cười lạnh nói, "Cảnh phu nhân nói chuyện cần phải chú ý một chút, chưa hiểu rõ đầu đuôi thì không nên nói lung tung, miễn trò đã đánh mất mặt mũi còn chiếm không được một chút lợi ích." Vừa rồi phu nhân vừa tiến đến, lại không tỏ rõ thân phận, liền ra tay đánh Thu Thủy, "Muội muội của ta là người cũng không phải xúc sinh, chẳng lẽ liền đứng đó để cho ngươi đánh sao?" Vì ngưng tử bị Thu Di Nương trách móc một trận, nàng ta cho tới bây giờ cũng không biết miệng lưỡi của Thu Di Nương lại có thể nhanh nhẹn như vậy. Kỳ thật chồng trước của Thu Di Nương là trưởng quầy, nàng ta giúp đỡ việc buôn bán, miệng lưỡi đương nhiên lợi hại, bằng không cũng sẽ không ở thầm gia, khiến cho cao thấp trong phủ đều ưa thích mình. Vì ngưng tử nhìn thân hình Thu Thủy Lạnh rung tránh ở phía sau Thu Di Nương, cảm giác được ra đầu mình từng trận đau xót, còn có đau đớn trên bụng, trên lưng, nhất thời một bụng tức giận phình lên, đánh nàng ta thì như thế nào? Nàng ta dụ dỗ trượng phu của ta, chẳng lẽ không nên đánh sao? Nghe câu này, Thu Di Nương lại châm chọc nở nụ cười, nhìn trường quầy cùng người làm ở bên ngoài, nói với Vi Ngưng Tử, muội muội của ta mê hoặc trượng phu của ngươi, ta thấy cảnh phu nhân ngươi vẫn nên tìm hiểu rõ tình hình trước. Trường quầy cùng người làm trong khách điếm này đều tận mắt thấy phu quân nhà ngươi cưỡng ép kéo muội muội ta vào khách điếm muội muội của ta vẫn còn là một khuê nữ bị phu quân ngươi khinh nhịt ngươi làm phu nhân lại không thành khẩn thay phu quân ngươi nhận lỗi thì thôi còn ra tay với một cô nương vô tội đây là quy củ của vinh nghị hầu các ngươi sao vì ngưng tử nghe được lời thu di nương căn bản là không tin nếu như là trước kia nàng ta chưa biết qua thu thủy cũng thôi đáng tiếc nàng ta đã sớm biết thu thủy là dạng người nào một lòng muốn gả cho cảnh hữu thần làm thiếp nói cảnh hữu thần bắt thu thủy vào khách điếm, còn không bằng nói là thu thủy tính kế cảnh hữu thần. Vẻ mặt nàng ta âm trầm, quay đầu nhìn trường quầy cùng người làm ở bên ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu thấy có người kéo nữ nhân này vào phòng trong, vì sao không ngăn cản? Chẳng lẽ khách điếm của các ngươi cho phép người ta làm ra chuyện đồi bại này sao? Nếu là như thế, khách điếm này của các ngươi không cần tiếp tục kinh doanh nữa trưởng quầy nghe tu di nương nhắc đến vĩnh nghị hầu phủ thì biết ngay người đứng trước mặt này không phải dễ chọc nhưng nghĩ mọi hậu quả đều đắc có người giúp mình chống đỡ liền thả lỏng vẻ mặt oán giận nói cảnh phu nhân tại hạ mặc dù là một gã trưởng quầy mở khách điếm không thể nào so với các vị chức cao quyền trọng hôm nay ban đêm trời tối nhìn không rõ người nào chúng ta chỉ nhìn thấy trượng phu của ngài lôi kéo người vào trong điếm nhưng sau đó nhìn thấy cô nương kia không nói gì Loại tình huống này, vốn khi phu thê hai người cáo kỉnh cũng sẽ phát sinh, chẳng lẽ chúng ta mỗi lần nhìn thấy một đôi vợ chồng cáo kỉnh, đều phải tiến lên kiểm chứng thân phận của bọn họ, yêu cầu bọn họ lấy ra chứng nhận kết hôn của quan phù và tìm thân hữu để chứng minh sao? Nếu như muốn ra yêu cầu này, vậy thì xin cảnh phu nhân lấy chỉ lệnh triều đình ban ra, tại hạ sẽ nghe theo. Nếu như không có, tại hạ sẽ không sợ hãi cường quyền những lời này nói ra khí phách vô cùng lại rõ ràng có trật tự rũ sạch trách nhiệm của khách điếm lấy cớ cho là chuyện giữa vợ chồng khách điếm không thể nhúng tay còn nói ra vi ngưng tử là ỷ vào khí thế của vĩnh nghị hầu phù mà chèn ép khách điếm muốn khách điếm giấu giếm sự thật nhất thời khiến xung quanh xôn xao tiếng nghị luận đều có ý khiển trách hành vi của vi ngưng tử sắc mặt vi ngưng tử càng ngày càng khó coi trừng mắt nhìn trường quầy biết hôm nay không thể y thế hiếp người, nếu không nhiều người chứng kiến như vậy, truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan của cảnh hữu thần. Nàng ta liền vòng vo, vậy ngươi cũng không nhìn cho rõ, như thế nào không biết hai người bọn họ đã sớm có gian díu, lén lút đến đây vụng trộm chứ. Đến đây, trưởng quầy thật là phản bác không được, hắn đã nói rõ rằng mình chỉ nhìn thấy họ kéo nhau vào trong điếm mà thôi. Nhưng có người có thể nói a à, thu di nương vẫn luôn cười lạnh nhìn vi ngưng tử vẻ mặt sắc bén cảnh phu nhân nói thật hay vừa mới bắt đầu ngươi nói muội muội của ta câu dẫn phu quân ngươi hiện tại liền trở thành phu quân ngươi cùng muội muội của ta có tư tình người của cả khách điếm này đều nghe được đối thoại lúc ấy của muội muội ta cùng phu quân ngươi bọn họ có thể làm chứng đến tột cùng là ai sai đến tột cùng có phải là câu dẫn hay không thu di nương vừa dứt lời chợt nghe bên cạnh có khách nhân đi ra làm chứng đúng vậy à lúc ấy ta nghe vị cô nương này bật khóc còn người nam nhân thì an ủi nói đừng có gấp đúng ta đem bữa sáng đi lên cũng nghe được người nam nhân kia còn hỏi nàng là ai nữa kia một tiểu nhị cũng chạy đến làm chứng thu di nương nhìn vi ngưng tử thấy trong mắt nàng ta đầy vẻ chật vật đáy lòng cười lạnh vi ngưng tử khi đó dám hạ giả thai dược cho nàng Dược vật kia cực hàn, ăn vào về sau đối với sức khỏe cực kỳ có hại. Lần trước sau khi đại phu tới bắt mạch cho nàng, nói sức khỏe của nàng cần điều dưỡng thật tốt, nếu không về sau e rằng rất khó mang thai. Tâm nguyện cả đời này của nàng chỉ mong muốn có một đứa bé bên người, bị vi ngưng từ bầy mưu khiến sức khỏe bị hủy hoại, đáy lòng đều là hận ý. Nếu chỉ cần muốn thu thủy làm thiếp, Lúc vi ngưng tử nói cảnh hữu thần và thu thủy có tư tình thì có thể đạt thành, nhưng nói vậy, thu thủy cho dù vào cửa cũng chỉ là tiện thiếp, nếu là sai ở cảnh hữu thần, vậy thì có thể dành cho muội muội danh xưng quý thiếp. chương 330, Cha nữ tương tranh, 3 Tuy rằng đều là thiếp, quý thiếp cũng thấp kém, nhưng là loại không thể tùy ý sai phái, thân phận hơi cao một chút, thu thủy về sau muốn đấu với vi ngưng tử cũng có lợi thế một chút. Đôi mắt vi ngưng tử tràn ngập hơi thở hung ác nham hiểm. Phản bác nói, bọn họ làm chứng cũng không chứng minh được cái gì. Có lẽ hết thảy đều có người cố ý thiết kế. Chuyện này không đơn giản như vậy. Cảnh hữu thần làm sao có thể khéo như vậy mà nhắm trúng thu thủy. Thu thủy đã sửa sang lại trang dung xong. Nghe nói như thế, lập tức đi ra sắc mặt từ tràn ngập lửa giận trở thành ủy ủy khuất khuất, khóc nói với Thu Di Nương, tỉ tỉ, muội biết, hôm nay oan khuất này, không có biện pháp rửa sạch, mặc kệ muội là người trong sạch thế nào. Cảnh phu nhân cũng đã hắt nước bẩn lên người muội rồi, cảnh đại nhân có lẽ do uống rượu say nên gây ra lỗi lầm, vốn chuyện này, kỳ thật không cần làm cho khó coi như vậy, nhưng mà nay, nay, cảnh phu nhân không tin muội, cố đổ oan cho muội muội cũng không còn mặt mũi mà trở về, không bằng đâm đầu tại đây chết cho xong. Nàng ta mặc dù là nói với Thu Di Nương, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cảnh hữu thần, bên trong có tiếc núi, có ủy khuất, còn có bản năng quyến luyến của nữ nhân đối người nam nhân đầu tiên của mình. Cảnh hữu thần bị đôi mắt như mặt hồ mùa thu kia nhìn, nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng có chút mềm mại, lúc này vừa thấy thu thủy xoay người lao về phía bức tường không kịp suy nghĩ vội chạy lên kéo nàng ta lại. Thu thủy làm sao có thể đâm thật, lập tức ngã vào lòng cảnh hữu thần, nhỏ giọng khóc nói, kỳ thật đêm qua cùng cảnh đại nhân, ta cũng không hối hận, đây là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp, chỉ là không đúng thời điểm. Thu di nương liếc mắt nhìn thu thủy một cái, lại thấy thần sắc trên mặt cảnh hữu thần, liền biết hắn đã động lòng thương hương tiếc ngọc, quay đầu nhìn sắc mặt khó coi của vi ngưng tử với gương mặt sưng phù, lại châm thêm chút lửa, giọng điệu giá lạnh nói, muội muội không cần phí hoài bản thân mình, nếu người ta vẫn cứ một mực cho đây là lỗi của chúng ta, cho dù muội chết, còn có thể bị người chỉ vào thi cốt mà thoá mạ, chi bằng đánh một canh bạc đi tranh một hồi, có lẽ còn có thể lấy lại một chút thể diện. Tỷ tỷ sẽ dẫn muội hồi phủ, cầu lão ra đi thượng kinh diêu phủ đệ đơn kiện. Ta không tin, dưới chân thiên tử thế nhưng không có nơi để phân xét phải trái nói xong liền xoay người kéo thu thủy vi ngưng tử cười lạnh nhìn thu di nương diễn trò trong lòng tức điên trách mắng người đi a à, người có bản lĩnh dám đi thì đi đi người đi tố cáo a à, xem ai mất mặt nếu như nói khuôn mặt vi ngưng tử sưng như đầu heo khắp mặt xanh tím rất khó coi thì lúc này sắc mặt của cảnh hữu thần so với nàng ta càng khó coi hơn cơ hồ gân xanh nổi đầy mặt hắn đôi mắt như muốn phun lửa nhìn vi ngưng tử hắn vừa bị giáng cấp, lại bị hoàng hậu hoài nghi, nếu hiện tại bị người lấy chuyển cưỡng đoạt dân nữ cáo lên thượng kinh diêu phủ, lấy thân phận an bá của thẩm mậu đi tố cáo hắn, cả kinh thành bị oanh động là điều hiển nhiên, đến lúc đó vụ án này, dù kết quả thế nào, thì danh dự của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Hắn gắt gao chừng mắt nhìn vi ngưng tử, lúc này trong lòng hắn đang ôm là thu thủy, thu thủy tuy trên tay có thương tích, nhưng mặt mũi tóc tai sạch sẽ trên mặt cũng không bị thương trên cổ có vài đường máu thoạt nhìn nàng ta đáng thương hơn khiến cho lòng người sinh ra cảm giác yêu quý mà vi ngưng tử tuy rằng cũng bị thương nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn chút mỹ cảm đôi mắt tràn ngập lửa giận vừa nhìn liền làm cho người ta cảm thấy không thoải mái hơn nữa chuyện này nếu vi ngưng tử không xuất hiện thì đã có thể giải quyết một cách thuận lợi vì thế Cảnh hữu thần lớn tiếng hét lên với vi ngưng tử, đủ rồi. Nàng không cần nói nữa, là ta coi trọng thu thủy trước. Việc này không có quan hệ gì với nàng ấy. Nàng đừng khi dễ người quá đáng, ta sẽ chọn thời điểm thích hợp nạp nàng ấy vào cửa. Nghe vậy, lấy mắt thu di nương xẹt qua một tia vui mừng, thầm nghĩ biện pháp của đại tiểu thư quả nhiên cao minh. Hơn nữa toàn bộ sự tình hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng, không có một chút tranh lệch nào nếu cảnh hữu thần đã nói những lời này, vậy thì danh xưng quý thiếp là của thu thủy rồi. Mà vi ngưng tử chỉ cảm thấy trong lòng rét run, không ngừng chân chối nhìn cảnh hữu thần, nhìn dáng vẻ hắn che chở thu thủy, cảm thấy thật là châm chọc. Thu thủy vừa mới cùng hắn ngủ một đêm, hắn cứ như vậy che chở, còn nàng ta thì sao, hắn ở trước mặt nhiều người đã cho nàng ta một chút mặt mũi sao. Cùng lúc đó, mặt thân ảnh màu tím đậm cũng dọc theo thang lầu đi tới hơi thở lãnh liệt từ toàn thân phát ra hoàn toàn không cần hắn mở miệng cái khí thế tôn quý kia khiến mọi người không tự chủ được tự nhường đường tứ hoàng tử vốn đi ngang qua nơi này nhìn thấy xe ngựa của vĩnh nghị hầu phủ lại ở dưới lầu nghe được trên lầu có người nói về cảnh hữu thần liền đi vào nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đợi hắn vừa bước chân vào cửa ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn bộ người bên trong một lượt, nhưng lại làm trong phòng lan tràn hàn khí, nhiệt độ trong không khí như giảm xuống mấy độ. Mà cảnh hữu thần vừa nhìn thấy tứ hoàng tử, liền muốn hành lễ, trần giáp lập tức tiến lên đỡ tay hắn, thực hiển nhiên, tứ hoàng tử cũng không muốn những người khác biết thân phận của hắn. Hắn vừa rồi đã nghe trần giáp thuật lại sự việc xảy ra, sau khi đi vào, ánh mắt liền rơi xuống trên người cảnh hữu thần, ngữ khí lạnh như băng, Hai chồng mắt càng lạnh hơn, trong lòng ngươi đã sớm hướng về nàng rồi ư. Nghe tứ hoàng tử vừa mở miệng đã hỏi ra vấn đề này, trong lòng cảnh hữu thần như bị băng sơn ngàn năm đông lạnh, sau đó lại bị ngọn lửa ngàn năm đốt qua, trong nháy mắt dạn nứt. Trước đó việc trên danh sách tu nữ xuất hiện tên Thẩm Vân Khanh đã làm cho tứ hoàng tử và hoàng hậu hoài nghi hắn là người tiết lộ chuyện thường thiếp, nhưng đây là hoài nghi, nhưng hôm nay tứ hoàng tử hỏi ra những lời này cơ bản là đã khẳng định rồi. bởi vì thu thủy là muội muội của di nương an bá phủ, đây cũng cho thấy trong lòng hắn đã sớm hướng về thu thủy rồi. giống như bị trăm ngàn tảng đá nện lên đầu, cảnh hữu thần chỉ cảm thấy toàn bộ máu tươi đều dồn cả lên đầu, tứ chi lạnh lẽo, chỉ có trong đầu là đang ầm ầm bùng nổ. hắn phải mở miệng như thế nào? nếu hắn nói không có, kỳ thật hạ quan không có ý với thu thủy nhưng hắn đã ở trước mặt nhiều người như vậy nói là hắn coi trọng thu thủy lập tức sẽ nâng thu thủy lên làm thiếp hiện tại lật lọng kế tiếp sẽ bị an bá cáo trạng chắc chắn hắn cũng không còn tư cách tranh đoạt quyền thừa kế tước vị nữa nếu hắn nói có thì chính là đang nói cho tứ hoàng tử hắn đã giúp đỡ an bá phủ nay còn muốn cưới thiếp thất của quý phủ trong kỳ tân hôn đã nạp thiếp có thể thấy được hắn nóng vội cỡ nào thích vị thiếp thất này đến cỡ nào Cảnh hữu thần có thời gian suy nghĩ, nhưng tứ hoàng tử cũng không có ý đợi hắn nghĩ ra một đáp án thích hợp cho mình. Đôi mắt lạnh lẽo liếc cảnh hữu thần một cái, liền không nhìn hắn thêm nữa, đảo một vòng trên khuôn mặt xương tím của vi ngưng tử, lạnh lùng mở miệng nói, chúc mừng cảnh đại nhân nạp thêm một mỹ thiếp. Liền phất tay áo, rời khỏi khách sạn. Trần Giáp cùng Trần Ất liếc mắt nhìn cảnh hữu thần, mặt không chút thay đổi đi theo phía sau tứ hoàng tử cùng nhau rời đi mà cảnh hữu thần đứng ngây ngốc tại chỗ mắt thấy sắc mặt tứ hoàng tử lạnh như băng ánh mắt chán ghét rời đi cả người có một cảm giác nói không ra lời tứ hoàng tử hoàn toàn không tín nhiệm hắn về sau quan đồ của hắn nên làm sao bây giờ vì ngưng tử thấy cảnh hữu thần như vậy trong lòng không khỏi phiền não nên biết nay tứ hoàng tử đã mở miệng thì thua thủy nhất định sẽ được vào cửa nhìn đám người bên ngoài sau khi tứ hoàng tử đi rồi liền cười hì hì, tự biết được mặt mũi đã mất hết, đôi mắt bắn ra tia nhìn sắc bén về phía thu thủy, tiểu tiện nhân, chờ ngươi qua cửa đến vĩnh nghị hầu phủ, ta mới thu thập ngươi. Xoay người phân phó phấn ngọc phấn lam, chúng ta hồi phủ. Mà thu di niêm cũng biết sự tình đã đến hồi kết, kéo thu thủy, bảo cảnh hữu thần ngày mai tới cửa thương nghị hôn kỳ, để tránh đêm dài lắm mộng, ngược lại thêm phiền gặp mấy nhân vật chính đều đã tản ra người vây xem chung quanh cũng tán đi mà cửa sổ của một khách sạn đối diện căn phòng vừa xảy ra chuyện kia cũng đóng lại tiểu thư thứ này thật thần kỳ có thể nhìn thấy mọi diễn biến trong căn phòng bên kia liêu thúy cầm trong tay một ống hình bầu dục híp mắt trái đặt ở mắt phải ở trong phòng ngắm tới ngắm lui vân khanh nhìn vẻ mặt nàng hưng phấn gật đầu nói thứ này kêu lạc thiên lý nhãn có thể nhìn được nơi mà mắt thường chúng ta không nhìn tới đây là năm trước khi phụ thân rời bến đã mang về cho nàng nàng ngày thường cũng rất ít dùng hôm nay vừa hay không có việc gì muốn đến xem chuyện của thu thủy cùng cảnh hữu thần lại không thể đứng quá gần để tránh cho người ta phát giác nàng có nhúng tay vào nhưng quá xa thì thấy không rõ liền nghĩ tới cái này bảo liêu thúy tìm ra vừa rồi khi hai người kia tranh đấu thật đúng là phấn khích đáng thương cho vi ngưng tử luận đánh nhau căn bản nàng ta không phải là đối thủ của thu thủy, hoàn toàn không có lực đánh trả, chật chật, thật đáng thương. Liều Thúy nhìn một hồi, cảm giác mới mẻ cũng qua đi, liền quay lại, nhìn thấy khóe miệng Vân Khanh nhuền cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt, rót cho nàng thêm chén trà, cười nói, nay ả à vi ngưng từ kia cũng đừng mong bình an qua ngày, nàng ta hận chết thu thủy, thu thủy cũng hận chết nàng ta, xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai không biết về sau có thể mỗi ngày tranh đấu hay không nhỉ. Thanh Liên đứng ở phía sau Vân Khanh, nhìn Lưu Thúy kể rõ tình huống, nàng không theo dõi hết quá trình, chỉ tại phút cuối cùng, dùng, thiên lý nhãn, nhìn một chút, liền nhẹ giọng hỏi, tứ hoàng tử xuất hiện cũng thật khéo. Khéo sao? Vân Khanh trao trao mày, kỳ thật một chút cũng không khéo, khách điếm này cũng không phải nàng tùy tiện sắp xếp, hôm nay tứ hoàng tử ra khỏi thành làm việc, khi trở về nhất định sẽ đi qua nơi này. Lại sắp xếp hai người chờ xe ngựa của tứ hoàng tử đi qua cửa thì tức thời nghị luận một phen. Cảnh hữu thần trước mắt tạm thời coi như là tâm phúc của tứ hoàng tử. Chuyện của hắn, tứ hoàng tử tự nhiên cũng muốn nhìn một chút. Cảnh hữu thần A, không biết sau khi ngươi không chiếm được tín nhiệm của tứ hoàng tử, tiếp theo có phải sẽ dựa theo kế hoạch của ta mà đi không? Nghĩ đến đây, trong mắt vân khanh lướt qua một tia sang bí hiểm buông chén trả bên môi đứng lên nói được rồi chúng ta cũng nên trở về thôi lưu thúy và thanh liên đi ở phía trước mở cửa ra để vân khanh ra khỏi phòng lại đi theo phía sau ngay lúc vân khanh bước khỏi tiểu lâu đi trên hành lang từ phía sau bỗng truyền tới giọng nói của một người những chuyện này đều là tiểu thư sắp xếp phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn